ấy không à, có anh trai chị gái nào nữa không à, mình cần số lượng càng nhiều càng vui không sao hết. Dạ, giải thưởng là 2 triệu đúng không vậy? Dạ, rất sơ sơ cho mình quý vị nắm nha. Nãy giờ em chưa có quà mà cứ tranh thủ chạy lên. Con không à, con không à, anh trai em xin mời anh trai. Yeah, xin mời anh áo đen. Còn em có gì? Các anh trai cao trên 1m7 đâu à? Anh trai cao trên 1m7 đâu à? Có anh trai nào to con không à? To con, dạ hả? Hết bồn à? Dạ, rồi, con chị gái nào đúng không à? Mình tâm thế khoảng chừng 20 người nó mới lạ không gì? Dạ, rồi. Nếu mà chúng ta hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Cái game nhìn thấy vậy thì nó đơn giản lắm cái gì, rất đơn giản luôn. Và trong khi đó bộ đầu bắt đầu và một vụ dòng lại tiếp theo cái gì là chưa có nhé, cứ giơ tay ủng hộ bình thường nha. Và cho cái nhạc hồi hộp nha. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9, 10. Nhưng mà cái game này thì chúng ta sẽ cần 5 người ở lại sân khấu thôi. Và 5 người đó thì thể lực phải giỏi. Và cái cách chọn cái 5 người thể lực giỏi nhất là chúng ta hãy dùng cái cánh tay của ta đu lên sàn ngang. Và ai rớt xuống nhanh nhất lội, ai bám trụ lâu nhất ở lại. Dạ, được không ạ? À? Được không ạ? À? Chị ổn không chị? Thấy mặt xanh dòm chứ chồng. Dạ, giải là 2 triệu nhưng mà mình phải trải qua nhiều vòng nha. Rồi, sau khi mà mình có 5 người rồi mình sẽ chọn 5 người hỗ trợ để đi những vòng tiếp theo. Rồi, xin mời các chị mình chọn vị trí nào thích hợp đi. Mình hết lên mình giữ lại nha. Dạ, thằng không được mà liền mình không. Trời ơi, mình tức quá. Hai tay giữ càng lâu càng tốt. Cái giò chạm đất trước là mình đi gì à? Khoan từ từ, em hô bắt đầu, phải bắt đầu. Ổn chưa? Mình chia cái cho nó đều để hình nha. Dạ. Ổn chưa? Vậy hả? Biết sao chị? Giúp tới mày đó. Em biết sao thua hết không? Sao vậy? Em muốn nắng. Thôi, kết thúc cái gì? Game bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu! Woo! Ai rớt trước là đi gì vậy thôi? Cứ mình rớt trước là mình tự động, mình đi về nha. Chết rồi. Em đã thấy có một cái số cái bộ ngọt nó nặng quá, nó trì xuống. Ông có đám chai con chó đó. Bỏ luôn. Ông chỉ qua là chết con rùa vậy rồi. Trời ơi. Từ từ. À, một. Dạ, chia tay anh nha. Dạ. Cảm ơn em. Yêu. Chết rồi. 5 người cuối cùng. Ổn định nhất giải là 2 triệu đó. Bé Tư. Ok rồi, xin mời bé Tư. Dạ, bước ra sân à, đi chuẩn bị luôn đi, đi chuẩn bị luôn đi. Rồi bé Tư sẽ đi chuẩn bị để bắt đầu trận tiếp theo. Theo anh ai sẽ là thành viên khỏe nhất, ổn nhất để hỗ trợ cho anh ở vòng tiếp theo? Bé Ba. Rồi, thay đồ bé Ba. Trời ơi, ai mà đấu lại hai con đó. Rất khỏe luôn. Rồi bây giờ em tin gì từ đó đến được không? Dạ, em tin Phương, em tin đến là Bình Thạnh. Bình Thạnh rồi, đồng hương với chị Di Bình Thạnh luôn. Em chọn ai để hỗ trợ em chọn tiếp theo? Đồ em thích tên này nè. Phi Thanh Dân. Rồi, thay đồ luôn đi anh ơi. Rồi. Bồ em thích bạn này nhưng mà thật sự là chơi vận động thì hên xui nha. Rồi theo anh, hồi nãy là em xin lỗi anh trước tại vì anh quá khỏe đi nha. Rồi bây giờ mình thanh niên nào sẽ hỗ trợ cho anh hợp lý nhất ở vòng sau? Rồi. Cẩm Nhung phải không? Cẩm Nhung, rồi Cẩm Nhung thay đồ đi. Rồi thay luôn cái tóc nha.
À, cẩm nhung. Cẩm cái này là sang sang. Cái này là sang sang. Để thôi để anh cuối cùng chọn đi. Chọn ai, chọn ai? Chọn chị Sang luôn rồi. Chết chị Sang. Chọn em là ai nè? À, em tính sáng quản trị mà theo em sẽ chọn ai để hỗ trợ chứ em? Châu Pha hả? Lộ lộ và ai dẫn chương trình mấy má? Rồi, Châu Pha hả? À, rồi, ok, cảm ơn em. Và bây giờ xin mời 5 vị khán giả may mắn mình kiếm cái chỗ nào mình ngồi gần nhất chút xíu nữa, dần sau mình bắt đầu mình lên đây mình tham gia nha. Để cho các bạn diễn viên bắt đầu chuẩn bị. Cảm ơn mọi người. Mọi người đã nắm chắc phần quà trong tay được 50% rồi đó. Và giải là 2 triệu cho 5 người đó. Cho nên là chút xíu nữa quý vị phần 2 sẽ được diễn ra. Quý vị đừng về sớm nha. Rồi, ngay bây giờ những thành viên được chọn